Dạ cơm cô đi cô. Hôm nay á con ăn miễn phí nha, không lấy tiền đâu. Cô cảm ơn con nha. Bác ơi cho con mấy tờ vé số đi bác. Này cô, vé số nè cô. Đổ dưa cơm của tôi. Thì 500.000 đấy. Bác lấy tiền rồi mua lại thức ăn đi. Trời trời trời. Giàu có ăn mặc sang trọng kìa. Ý có tiền rồi đi ức hiếp người khác. Người ta lại còn bán tuổi ông tuổi bà nữa chứ. Cái mắt sáng lá mà cái nét kỳ quá à. Nhìn này, người ta toàn thả phẫn nộ không. Ừ. Mọi người đừng có quay tôi. Người phải quay là chủ quán kia kìa. Xóa video đó đi. Không phải cái gì trước mắt mọi người cũng là sự thật đâu. Đôi khi sự thật ở sau lưng mọi người không nhìn thấy, cũng không quay thấy được đâu. Có phải Mai lớp 12A, hoa khôi của trường ngày trước đúng không? Vi à? Ngày xưa cậu ngồi đằng sau tớ đúng không? Trời, dạo này cậu đẹp lên hẳn nhờ. Cậu cũng đến đây để mua hàng à? Không, tôi tới đây để ký giấy nhập hàng. À, tớ cũng đến để lấy hàng ấy. Nhìn cậu thế này, chắc là cậu làm xỉ nhỏ cho công ty đúng không? Tôi nghĩ là cậu đến bán được nhiều hàng, rồi lấy tiền tút tát lại cho bản thân đi. Chứ nhìn cậu như thế á, cậu mà bán hàng, người ta lại nghĩ là bán hàng dởm đấy. Thường thế, bán là có mỗi một bill thôi à? Hay là cậu về chỗ tôi làm đi. Nhà phân phối tôi đây sẽ bắt cho cậu vài bill. Chưa nhìn thế này, tội thật đấy. Dạ thưa sếp, đồ của chị đã được là xong. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Hôm nay tớ có cuộc họp quan trọng, thế nên là mới nhờ nhân viên đi là đồ giúp. Nên gặp cậu trong bộ dạng không được đẹp mắt cho lắm.